thường. Que đánh trứng để lại những hoa văn thật thú vị. Nhìn thật ấn tượng. Hãy tạo thêm nhiều họa tiết như vậy nữa nha. Hoàn hảo luôn. Những hình xoắn ốc tươi sáng trên một khung nền hơi tối. Có người nói rằng bức tường có đôi tay, nhưng tường của tôi thì có tràn đầy phong cách. Rõ ràng là chủ nhân của nó là một người vô cùng sáng tạo. Trong ý tưởng tiếp theo, hãy sơn tường màu ngọc bích. Giờ bạn cần thêm một vài khung ảnh. Tô màu khung ảnh trùng với màu sơn tường, gắn các khung với kích thước khác nhau lên tường mà không hề bỏ hình ảnh hay tranh vẽ vào. Chỉ khung ảnh thôi, hài hòa với bức tường. Thật đơn giản nhưng nhìn thật tuyệt vời. Sử dụng bút lông dầu và bắt đầu vẽ một hình mạng Đà La ở trung tâm bức tường. Đúng rồi, vẽ trực tiếp lên tường luôn nha. Mạng Đà La là mạng gì vậy mà? Giúp mạng giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Hãy vẽ đến khi bạn hoàn toàn hết ý tưởng. Hãy nhớ rằng các họa tiết phải thật hài hòa nhé. Vậy nên nó phải đối xứng với nhau. Bạn có thể thực hiện ý tưởng này dễ dàng bằng cách vẽ một vài hoa sen nhỏ kết hợp với các họa tiết lại để hợp nhất bức tranh bằng các đường nối. Việc sơn một bức tường lớn bằng các họa tiết như vậy thật không dễ dàng chút nào. Nhưng bạn có thể làm được, tôi tin vào bạn. Để bắt tay vào ý tưởng tiếp theo, hãy dán một vài đường băng keo lên tường. Dán các dải băng một cách ngẫu nhiên, dán chéo lên nhau để tạo các khối hình khác nhau. Tô màu vào các khoảng trống giữa các dải băng keo bằng màu sáng. Để tiện hơn, ta có thể dùng cọ bằng mút xốp. Vậy đã tràn ngập màu sắc chưa? Rồi thì hãy tháo băng dán ra nào. Họa tiết hình học sẽ không bao giờ lỗi thời cả. Phối màu một cách hài hòa và thêm những vật trang trí thích hợp. Giờ hãy lấy một cái đĩa nhựa dùng một lần, dùng bút kỹ thuật để đánh dấu quanh đĩa, dán thêm một quai cầm từ giấy xốp, dùng súng bắn khe. Đặt đĩa lên trên tường và vạch một đường tròn bằng bút chì. Trang trí hết bức tường bằng cách tương tự. Và giờ tiến hành vào bước chính đây. Tô cách vẽ bằng nhiều màu sắc khác nhau. Và viền đường vẽ bằng màu sơn bạc. Và giờ thì bạn đã biết được chiếc đuôi của nàng tiên cá cầu vồng trông như thế nào rồi. Một lựa chọn tuyệt vời dành cho phòng con gái. Và giờ dán một cái lưới lên tường và sơn bất cứ màu nào bạn yêu thích. Sau đó tháo lưới ra. Và vậy là bạn có những ô nhỏ xinh xắn trên tường. Họ đã mang phong cách thời trang này quay lại. Một bức tường thật thời thượng với những họa tiết xinh đẹp. Bạn thích ý tưởng này hay không? Một chút vitamin sẽ rất tốt cho bức tường này. Cắt một quả chanh, một quả bơ, một quả bưởi, một cây bắp cải và bất cứ rau củ nào bạn có trong tủ lạnh. Đổ sơn vào các đĩa nhựa, nhúng sâu lát cắt vào trong sơn và xem chúng như là con dấu nhé. Một vài dấu in tươi sáng sẽ hơi khác thường nhưng rất dễ nhận biết. Giờ thì chúng ta đã biết trang trí gì trên bức tường trong phòng bếp rồi. Thật tươi sáng và ngon miệng. Đây chính xác là thứ bạn đang cần. Để làm ý tưởng này, lấy một cây lăn sơn và miếng xốp cao su có dán sẵn keo. Cắt xốp thành nhiều hình vuông nhỏ và dán chúng vào con lăn một cách ngẫu nhiên. Đổ một ít sơn đỏ vào trong khay. Dúng con lăn vào và lăn lên tường nào. Wow, nhìn những điểm nhấn này. Nếu bạn chọn những màu cương phản mạnh thì kết quả sẽ rất tuyệt vời đấy. Một bức tường tươi vui nếu bạn thích những ý tưởng táo bạo.
xanh da trời là màu ấm áp nhất. Vậy nên hãy sơn tường bằng màu này. Di chuyển còn lằn lên trên tường. Trong khi sơn vẫn còn ướt, lấy một tấm ni lông và dán lên trên tường. Ấn mạnh vào tường để in hằn các nếp gấp. Sau đó xé nó ra một cách dứt khoát. Wow, nhìn thật cổ điển. Bạn thậm chí có thể đọc được vận may của mình trên những vết này đó. Tôi có thể thấy mà. Thấy rằng ai đó đã trang trí bức tường thật đẹp. Với ý tưởng tiếp theo sẽ cần một con lăn và một sợi dây. Một sợi dây vòng quanh con lăn như thế này. Nhúng con lăn vào sơn và bắt đầu sơn. Bạn chọn màu sắc nào thì họa tiết này sẽ làm bức tường nổi bật hơn là bạn chỉ dùng con lăn bình thường. Chỉ cần một thay đổi nhỏ đã mang lại thành quả to lớn. Một vẻ ngoài thật ấn tượng. Bạn có thích những ý tưởng trang trí tường này không? Đâu là màu bạn thích nhất để sơn lên tường phòng mình? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nha. Và đừng quên nhấn thích video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ ý tưởng và kỹ thuật mới nào từ Trung Trường Select. Bạn đang buồn phải không? Bạn đang chết nhưng vì buồn chán. Nếu bạn có vài tờ giấy và sau đó bạn sẽ có việc để làm. Đưa cho tôi một ít giấy màu nào. Hãy cắt hai hình tròn nhỏ với kích thước khác nhau, đặt chúng chồng lên nhau, tạo ra những đường cắt bằng dao rọc giấy. Hãy để những hình tròn như thế này, xoay chúng đi. Dính một mảnh nhỏ gần với phía sau của vết cắt để giữ cấu trúc của nó không bị rơi ra. Dán hình chuột Mickey vào hình tròn vàng và Minnie vào miếng màu đỏ. Hãy làm một chỗ cầm hình trái tim và dính nó vào bô thép. Đừng quên viết những lời chúc tốt đẹp. Cái này tặng bạn, hãy kéo chỗ cầm tay. Thật là một sự biến đổi tuyệt vời. Hai hình tròn này sẽ không bao giờ rời ra. Tiếp theo, hãy lấy một quyển vở và những chiếc bút màu. Hãy vẽ toàn bộ căn phòng trong một trang giấy. Dùng bút kỹ thuật để vẽ phác thảo bản vẽ. Một cái tủ. Một cái giường với những chiếc gối mềm mại. Một con mèo ở trên giường. Nó sẽ khiến căn phòng trở nên ấm cúng. Vẽ tủ quần áo và những thứ khác nữa. Đây chính là phòng ngủ trong mơ. Hãy tô màu bản vẽ. Và bây giờ hãy làm một ít đường cắt và dán nó lên một tấm nền để làm bô thiếp. Vẽ cong nó ở các góc để tạo hiệu ứng 3D. Để một vài bộ quần áo vào trong tủ. Thật là một dự án tuyệt vời. Bạn có thể dùng nó để chờ tới bức tường giấy. Với ý tưởng này, bạn cần hộp giấy, sơn acrylic và cái chổi sơn. Sơn kết hợp với màu hồng. Tạo ra các đường sống trên một tờ giấy foam. Dán nó lên hộp. Cắt thêm hai mảnh nữa để dán vào hai cạnh. Cắt cái que thành hai phần, sơn một nửa và dán nó vào hộp. Trang trí cái hộp với những quả bóng sắc màu. Hãy đổ kẹo vào bên trong. Nhìn xem, đó là một chiếc kem vui nhộn với bất ngờ ở bên trong. Chiếc hộp với những viên kẹo yêu thích. Tất cả các bạn của bạn sẽ đều thích nó. Thật là tuyệt vời. Và bây giờ lấy một vài tờ giấy màu. Dùng thước kẻ làm một vài đường uốn ở trên mảnh lớn. Dính hai đầu vào với nhau.